Còn Sài Gòn ở trận đấu gần nhất thì đã gầm hòa Hải Phòng với tỷ số 0-0 trên sân nhà. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Quảng Nam trong trang phục áo vàng, quần vàng, tất vàng ở bên phía tay phải, mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Trong khi đó thì Sài Gòn trong trang phục toàn hồng ở bên phía tay trái, mảnh nhỏ của quý vị các bạn. Đây là Nguyễn Hoàng Quốc Chí, người cũng đã có hai mùa giải thi đấu cho Quảng Nam. Tấn tài không được. Đây là một mùa giải rất khó khăn đối với đội đang đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ Sài Gòn. Bóng Nguyễn Hoàng đang hoạt động rất năng nổ và tích cực. Anh tích cực di chuyển nhận bóng và cũng trở thành mục tiêu phạm lỗi của các hậu vệ bên phía Quảng Nam. Và bản thân Võ Nguyên Hoàng cũng rất năng nổ trong việc săn bóng và cũng không ít lần anh chủ động phạm lỗi với các hậu vệ của Quảng Nam. Đây là tình huống mà Võ Nguyên Hoàng đã thoát đi ra khỏi sự kiểm tỏa của Tuấn Sinh, buộc trung vệ số 3 của Quảng Nam phải phạm lỗi và anh đã phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Nguyên vẫn không vào. Hai ca pha cản phá liên tiếp xuất sắc của Trần Minh Toàn. Và phối hợp đá phạt góc tấn công rất hay của cầu thủ Quảng Nam, người đã có pha bật cao và đánh đầu dũng mãnh, đó là Huỳnh Tấn Sinh. Cú đá phạt của Duy Sơn vô cùng chính xác và Huỳnh Tấn Sinh cũng đã có một pha di chuyển chọn điểm rơi rất hay. Lần này thì đã có lỗi của Tấn Sinh với Trần Minh Toàn. Vừa rồi là cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp đấu này và nó thuộc về pha dứt điểm của Huỳnh Tấn Sinh. Lượt đấu này đã xảy ra, đội hạng nhất Đắk Lắk vượt qua Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 3-0. Nguy hiểm vẫn còn, không vào. Rất tiếc cho cơ hội vừa rồi của câu lạc bộ Sài Gòn. Họ đã thiếu đi một chút may mắn và cũng phải có lời khen dành cho Trịnh Văn Hà. Văn Hà đã rất xuất sắc và hỗ trợ bọc lót cứu thua cho Quảng Nam trong pha bóng vừa rồi. Một pha bóng mà Ngọc Bin đã xử lý không thực sự tốt trong pha bóng đầu tiên. Đây có thể nói là tình huống lên bóng nguy hiểm đầu tiên của đội khách và suýt nữa nó đã là bàn thắng. Pha tạt bóng trái chân khó chịu của Võ Nguyên Hoàng. Ngọc Bin băng ra và đấm bóng nhưng cú đấm của anh không tốt. Bóng đã bật ngay trước mặt của Xuân Quý. Pha dứt điểm của Bùi Xuân Quý đã khuất phục được Ngọc Bin. Nhưng rất may cho cầu thủ Quảng Nam là vẫn còn đó Trịnh Văn Hà đứng bọc lót ở ngay trên vạch vôi. Lúc này thì thủ thành số 1 của Quảng Nam là Tống Đức An vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Anh bị chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải. Nguyên những pha đấm bóng của Ngọc Bin mang lại những khoảnh khắc thót tim cho các cổ động viên của Quảng Nam. Văn Toàn, Đình Bảo, Hữu Sơn vẫn kịp. Hữu Sơn và Thanh Thụ khá hay chống trải. Đinh Thanh Trung tuyệt vời, pha xử lý lão luyện của Đinh Thanh Trung rất kỹ thuật và bản lĩnh. Đó chỉ có thể có được ở những người đã từng có được thời gian chơi bóng đá đỉnh cao rất lâu và có một đẳng cấp đặc biệt rất hay của câu lạc bộ Quảng Nam. Đường truyền chuyển đổi của Hữu Sơn là vô cùng chính xác. Chúng ta hãy cùng xem lại những động tác xử lý một cách mẫu mực của Đinh Thanh Trung. Không chơi bóng bằng gầm giày, gạt nhẹ má ngoài và sau đó thì dứt điểm bằng lòng chân trái tinh tế. Cảm giác bóng của Đinh Thanh Trung là tuyệt vời. Có vẻ như pha dứt điểm của Đinh Thanh Trung đã xuyên qua khe hai chân của vệ bên phía Sài Gòn. Võ Nguyên Hoàng bất ngờ đã xảy ra hai thẻ vàng liên tiếp dành cho Huỳnh Tấn Sinh. Và đó là tấm thẻ đỏ của trận đấu này, tấm thẻ đỏ đầu tiên của trận đấu này. Có vẻ như đây là một quyết định quá nghiêm khắc của trọng tài Trọng Thư.
chúng ta sẽ cần phải xem lại tình huống làm chậm. Nhưng khi theo dõi pha bóng này thì có cảm giác như đây chỉ là một tình huống xoạc chắt bóng của Huỳnh Tấn Sinh. Đội trưởng Đinh Thanh Trung cùng với các cầu thủ Quảng Nam đang phản ứng rất quyết liệt với pha bóng này. Bởi vì đây không chỉ là một tình huống đá phạt trực tiếp nguy hiểm, mà đây còn là tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Huỳnh Tấn Sinh. Và Quảng Nam sẽ phải thi đấu thiếu người kể từ phút thứ 37. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đây là một pha xử lý tốt của Võ Nguyên Hoàng. Trọng tài Trọng Thư ở góc quan sát cực kỳ thuận lợi thì đã xác định đây là một tình huống phạm lỗi nặng của Huỳnh Tuấn Sinh. Chiếc thẻ vàng thứ hai và kèm với đó là được chuyển thành chiếc thẻ đỏ. Huỳnh Tuấn Sinh sẽ không thể góp mặt ở phần thời gian còn lại. Không được. Người thực hiện cú đá là Minh Trung và Ngọc Minh đã xuất sắc cản phá thành công. Đình Bảo. Vừa rồi là cú đá khá bất ngờ của Minh Trung. Tưởng chừng như cú đá đó sẽ đánh lừa được thủ môn Ngọc Minh. Có vẻ như lực đá của Minh Trung vẫn còn hơi nhẹ. Một cầu thủ tiền vệ của câu lạc bộ Quảng Nam. Nguy hiểm, Xuân Quế đối mặt. Đó là bàn thắng của Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Và Quốc Chí đã không ăn mừng khi ghi bàn thắng vào lưới của đội bóng cũ. Người thực hiện đường truyền vừa rồi là Xuân Quý. Quốc Chí cũng đã có một pha xử lý cá nhân có thể nói là hoàn hảo. Khống chế bước một tốt, động tác quật qua người gọn gàng và dứt điểm chân trái rất căng vào khung thành trống. Với ưu thế hơn người thì cầu thủ Sài Gòn đang tràn sang phần sân của câu lạc bộ Quảng Nam. Tình huống phối hợp rất hay của các cầu thủ Sài Gòn. Và một lần nữa chúng ta thấy Ngọc Bin đang giữ màn chung. Vẫn là một tình huống mà Ngọc Bin đã không đoán được điểm rơi chính xác của trái bóng. Khi bước vào sân thi đấu sẽ tạo ra rất nhiều những pha va chạm tương đối chính xác, rất khó chịu. Đó là một pha bóng mà thủ thành Trần Minh Toàn đã phải bay hết người để cản phá. Khi còn ở những đội trẻ U17, U19, U21 Hà Nội thì Vũ Sơn luôn luôn là chân sút phạt số 1 của vòng 18. Như vậy là rất nhanh. Các cầu thủ Sài Gòn đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Vẫn là xuất phát từ đường truyền của Huỳnh Tấn Tài. Và người đã ghi bàn đó là Võ Nguyên Hoàng. Tài năng trẻ của câu lạc bộ Sài Gòn đã lên tiếng đúng lúc với một tình huống bật cao và đánh đầu sở trường. Như vậy là đã có quả penalty cho câu lạc bộ Quảng Nam. Rất bất ngờ ở phút thứ 76, và cho dù đang phải thi đấu thiếu người nhưng Quảng Nam có cơ hội để cân bằng tỷ số. Một pha xử lý không quá phức tạp nhưng một hậu vệ của đội bóng áo hồng đã để bóng chạm tay. Câu lạc bộ Sài Gòn trong trận đấu ngày hôm nay ở một góc quan sát cực kỳ thuận lợi thì trọng tài Trọng Thư đã không ngần ngại cắt còi và chỉ vào chấm 11m. Hữu Sơn rất chính xác, 2-2 cho câu lạc bộ Quảng Nam. Và Hữu Sơn thì cũng không ăn mừng. Hữu Sơn không ăn mừng bởi vì Hữu Sơn đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn. Mùa giải năm ngoái thì đội bóng hạng nhì Phú Thọ do Dương Hồng Sơn dẫn dắt cũng đã cầm hòa một loạt những đội bóng mạnh ở dạng nhì. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà Hữu Sơn đã đánh lừa được Trần Minh Toàn với pha đặt lòng rất cơ bản và chính xác. Huy Hiệp
Quảng Nam. Tuyệt vời, một pha lên bóng rất nhanh, rất đơn giản nhưng vô cùng chính xác. Dẫn ngược lại với tỷ số 3-2. Pha treo bóng vô cùng chính xác và Hà Minh Tuấn cũng đã thể hiện được sức bật và khả năng chọn điểm rơi chính xác để dứt điểm tung lưới. Nguy hiểm, không được. Người đã cứu thua cho Quảng Nam là Trịnh Văn Hà. Liên tục là các cầu thủ áo vàng nằm sân. Nguy hiểm, không vào. Rất tiếc là Trần Mạnh Cường đã dứt điểm vọt xả ở một tư thế rất trống trải. Một cầu thủ vì Quảng Nam bị đau nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Bóng đã được đưa đến vị trí của Trần Mạnh Cường ở một tư thế rất trống trải.